Rất vui mừng chào đón quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với kênh Tổng hợp TV. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Thông tin ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch. Bát tự ngày Nhâm Tuất tháng Ất Mão năm Quý Mão nhằm ngày Thiên Lao Hắc Đạo, trực thành, tốt cho việc nhập học, kỵ tố tụng và kiện cáo. Tuổi hợp với ngày Tam hợp Dần Ngọ, Lục hợp Mão, tương hình Sửu Mùi, tương hại Dậu, tương xung Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Thìn, Bính Dần, Bính Tuất. Tuổi bị xung khắc với tháng Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu. Ngũ hành niên mệnh Đại Hải Thủy, ngày Nhâm Tuất tức chi khắc can thổ thủy là ngày hung phạt nhật, nạp âm Đại Hải Thủy kỵ tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, ngày thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn, tam sát kỵ mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi. Về sao tốt, sao Thiên Đức, Nguyệt Không, Dương Đức, tam hợp Thiên Hỷ, Thiên Y, tư mệnh. Sao xấu, Nguyệt Yếm, Địa Hỏa, tứ kích, đại sát. Việc nên làm trong ngày: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. Không nên làm trong ngày: xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà. Về ngày xuất hành là ngày Thiên Dương, xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ, mọi việc đều như ý muốn. Hướng xuất hành đi theo hướng Tây để đón tài thần, hướng Nam để đón hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Đông Nam vì gặp hạc thần. Giờ xuất hành tốt xấu: từ 23 đến 1 giờ và 11 đến 13 giờ xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về, đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ, miệng tiếng rất tầm thường. Việc làm chậm, lâu la nhưng việc gì cũng chắc chắn. 1 đến 3 giờ và 13 đến 15 giờ hay cãi cọ gây chuyện đói kém, phải nên đề phòng, người đi nên hoãn lại. Phòng người nguyền rủa tránh lây bệnh là giờ không tốt. Từ 3 đến 5 giờ và 15 đến 17 giờ rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ báo tin vui mừng. Người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, cầu bệnh cầu tài sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. Từ 5 đến 7 giờ, từ 17 đến 19 giờ, cầu tài không có lợi hay bị trái ý, ra đi gặp hạn, việc quan phải đoàn, gặp ma quỷ cúng lễ mới an là giờ xấu. Từ 7 đến 9 giờ và 19 đến 21 giờ, mọi việc đều tốt, cầu tài đi hướng Tây, hướng Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. Từ 9 đến 11 giờ và 21 đến 23 giờ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc nhiều may mắn. Người xuất hành đều bình yên, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin vui về. Sau đây là tử vi ngày 5 tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp. Thứ nhất, tuổi Tý, ngày 5 tháng 3 năm 2023. Trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì cả, mọi thứ đều có giá của nó. Vì thế nếu bạn không tỉnh táo thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ muốn lừa gạt tiền bạc của người khác. Hãy biết trân quý đồng tiền mình làm ra, đừng để cái lợi trước mắt che mờ tầm nhìn. Tử vi tuổi Tý mệnh Kim, nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa. Tử vi tuổi Tý mệnh Thủy, đi đến đâu làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh. Tử vi tuổi Tý mệnh Hỏa, một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe cho ngày mới hanh thông. Tử vi tuổi Tý mệnh Thổ, tiền bạc có phần rủng rỉnh hơn trước, cần chăm chỉ làm ăn hơn. Tử vi tuổi Tý mệnh Mộc,
luôn yêu đời và giúp đỡ mọi người. Đánh giá: tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Sửu, con số may mắn 1, 3, 12, màu sắc cát tường đen, xanh dương. Trên đây là tử vi tuổi Tý ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là tuổi Sửu ngày 5 tháng 3 năm 2023. Chính quan nâng đỡ, tuổi Sửu có thể thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường nhưng bạn vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn. Tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ khá nhiều. Hôm nay con giáp này cũng trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn. Bạn biết được những nguy cơ có thể xảy ra cộng thêm khả năng nhìn xa trông rộng, đoán biết được cơ hội trước mắt và tránh khỏi những cái bẫy đang rình rập. Nhờ sự tinh tế nhanh nhạy đó, bản mệnh có thể dễ dàng đi tới sự thành công. Tử vi tuổi Sửu mệnh kim, nhiều biến động cần có cách đón nhận và xử lý vấn đề hợp lý. Tử vi tuổi Sửu mệnh thủy, bạn là người vui vẻ. Tử vi tuổi Sửu mệnh hỏa, cần làm việc tập trung và hết mình, tin vào năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Sửu mệnh thổ, là một người tuyệt vời. Tử vi tuổi Sửu mệnh mộc, luôn biết nắm bắt cơ hội. Đánh giá: tài lộc 5 sao, tình cảm 4 sao, sức khỏe 3 sao, giờ tốt 15 đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tý, con số may mắn 22, màu sắc cát tường cà phê vàng. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tử vi tuổi Dần ngày 5 tháng 3 năm 2023. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, tuổi Dần dưới sự hỗ trợ của các tinh trên đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh, điềm báo thăng tiến rất gần, quan trọng là bạn có nhanh tay và vững tâm vượt qua thử thách để giành lấy vị trí xứng đáng với mình hay không. Thực thần có báo tin vui về tài chính cho những chú hổ trong ngày Chủ nhật. Tử vi tuổi Dần mệnh thủy đón những cơ hội thăng tiến rõ ràng trong sự nghiệp cá nhân. Tử vi tuổi Dần mệnh hỏa được quý nhân đang hỗ trợ và tạo điều kiện thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Dần mệnh thổ luôn tập trung vào công việc. Tử vi tuổi Dần mệnh mộc, bạn có thái độ lạc quan tốt. Tử vi tuổi Dần mệnh kim, chuyện tình cảm bình lặng và hạnh phúc. Giờ tốt 19 đến 21 giờ, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Tuất, con số may mắn 3, 4, 9, màu sắc cát tường xanh lam, xanh lá. Đánh giá: tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an, gặp nhiều may. Tiếp theo, tử vi tuổi Mão ngày 5 tháng 3 năm 2023 được lục hợp che chở, vận quý nhân trong ngày của tuổi Mão khá vượng. Các tinh mang đến cho con giáp này những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Nếu bản mệnh có thể kiên tâm, bền chí mà vượt qua được những trở ngại hiện tại, thì tương lai sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi. Ngày Chủ nhật này cũng là thời điểm tài lộc vượng. Nếu tuổi này muốn tăng thêm thu nhập, thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tử vi tuổi Mão mệnh thủy, làm việc hăng say ngay từ đầu tuần, tạo ra hiệu suất khá cao. Tử vi tuổi Mão mệnh hỏa, được cấp trên đánh giá cao về chất lượng công việc. Tử vi tuổi Mão mệnh thổ, bạn là người mạnh mẽ. Tử vi tuổi Mão mệnh mộc, nguồn thu nhập dù chính hay phụ đều trên đà tăng tiến. Tử vi tuổi Mão mệnh kim, người độc thân luôn biết lòng và yêu thương mọi người. Giờ tốt 15 đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Hợi, Tuất,
Con số may mắn 2, màu sắc cát tường đen trắng, đánh giá tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Trên đây là con giáp Mão ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tuổi Thìn ngày 5 tháng 3 năm 2023. Càng những lúc như này, càng đòi hỏi bạn phải quyết tâm cao độ. Thay vì chỉ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nếu bạn không tập trung hơn để làm việc hiệu quả, thì rất có thể khó khăn chồng chất khó khăn. Đừng quên cấp trên chỉ đánh giá vào kết quả cuối cùng, chứ không quan tâm bạn có cống hiến nhiều đến thế nào. Tử vi tuổi Thìn mệnh hỏa, nhân duyên vô cùng hài hòa và tốt đẹp trong tuần, trong hôm nay. Tử vi bính Thìn tuổi Thổ, mệnh Thổ, có tự tin và có động lực theo đuổi lý tưởng của mình. Tử vi tuổi Thìn mệnh Mộc, người độc thân, đào hoa nở rộ, được hồi đáp tình cảm. Tử vi tuổi Thìn mệnh Kim, đường công danh sự nghiệp đang khá thuận lợi. Tử vi tuổi Thìn mệnh Thủy, công việc suôn sẻ kéo theo tài lộc tăng tiến, đánh giá tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Thân. Con số may mắn 2, 7, màu sắc cát tường vàng nâu. Trên đây là con giáp tuổi Thìn ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tuổi Tỵ ngày 5 tháng 3 năm 2023, ngày có thiên tài nhập cục, tuổi Tỵ có điềm báo đường, tài lộc tươi sáng. Bản mệnh có thể kiếm được số tiền lớn về tay, chỉ là kiếm được tiền thì lại phải tiêu. Do đó, bạn cần có kế hoạch quản lý chi tiêu thận trọng để phóng tránh tay mua sắm quá mạnh, dễ tiêu lệ vào số tiền tiết kiệm. Ngũ hành hỏa sinh thổ giúp đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định. Tử vi tuổi Tỵ mệnh hỏa, may mắn luôn có gia đình yêu thương. Tử vi tuổi Tỵ mệnh thổ, luôn biết yêu thương mọi người. Tử vi tuổi Tỵ mệnh mộc, biết nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Tỵ mệnh kim, luôn chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi Tỵ mệnh thủy, tình cảm vợ chồng ngày càng yêu thương nhau hơn. Giờ tốt 9 đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu. Con số may mắn 2, 3, 7, 8. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Đánh giá tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ ngày 5 tháng 3 năm 2023, dưới tác động của tam hợp cục, tuổi Ngọ đón cát khí khá vượng, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này sẽ nhận được những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Song bạn cần chuẩn bị tinh thần, cố gắng hết sức mình, đừng làm việc hời hợt, nếu không bạn sẽ không có cơ hội lần hai đâu. Chuyện kinh doanh trong ngày cực kỳ thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng cao, tài lộc được đà tăng cao khi được thiên đức ghé thăm vào lúc này. Dù mới bắt đầu vào hôm nay, nhưng cũng mang đến cho con giáp này một khoản tiền rủng rỉnh. Tử vi tuổi Ngọ mệnh Kim, những vướng mắc trong công việc trước đó đều được xử lý ổn thỏa. Tử vi tuổi Ngọ mệnh Thủy, biết tận dụng sức mạnh tập thể để đẩy mạnh hiệu suất. Tử vi tuổi Ngọ mệnh Hỏa, môi trường làm việc lý tưởng, mọi người đồng sức đồng lòng. Tử vi tuổi Ngọ mệnh Thổ, tài lộc nhiều điểm sáng, các nguồn thu đồng loạt tăng. Tử vi tuổi Ngọ mệnh Mộc, đời sống tình cảm vợ chồng được cải thiện rất nhiều. Giờ tốt 19 đến 21 giờ, quý nhân phù trợ Dần, Tuất, Mùi. Con số may mắn 2, 7, màu sắc cát tường hồng, tím. Đánh giá tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video.
Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tuổi Mùi ngày 5 tháng 3 năm 2023. Bạn vốn là người thân thiện cởi mở nhưng lại dễ tin người. Ngoài ra, con giáp này cũng nên có kế hoạch chi tiêu khoa học, không nên chạy theo xu hướng, sở thích mà tiêu tiền vào những nơi không cần thiết. Có thể hiện tại bạn chưa gặp khó khăn, nhưng cũng nên có khoản dự phòng cho những khi túng thiếu sau này. Tử vi tuổi Mùi mệnh kim cần làm việc chắc chắn và tập trung hơn để hạn chế rủi ro. Tử vi tuổi Mùi mệnh thủy hãy để ý và học hỏi nhiều hơn. Tử vi tuổi Mùi mệnh hỏa, bạn là người tốt bụng. Tử vi tuổi Mùi mệnh thổ, chú ý trong quá trình đi lại, xuất hành đi xa. Tử vi tuổi Mùi mệnh mộc, người độc thân có thể sẽ bỏ lỡ mối duyên đẹp. Giờ tốt 9 đến 11 giờ. Đánh giá tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Quý nhân phù trợ Mão, Hợi, Ngọ. Con số may mắn 1, 7. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tử vi tuổi Thân ngày 5 tháng 3 năm 2023. Tam hội xuất hiện sẽ tương trợ cho người tuổi Thân trên nhiều lĩnh vực trong ngày hôm nay. Bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Ngày này cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của quý nhân rất đúng lúc. Tử vi tuổi Thân mệnh thủy, tài lộc vượng ngay từ đầu tuần nên tranh thủ cầu tài. Tử vi tuổi Thân mệnh hỏa, không nên bỏ lỡ mất cơ hội làm giàu trong tầm tay. Tử vi tuổi Thân mệnh thổ, dễ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp, tiến trình suôn sẻ. Tử vi tuổi Thân mệnh mộc, bạn rất yêu thương mọi người. Tử vi tuổi Thân mệnh kim, chuyện tình cảm khá ổn định nhờ biết cân đối thời gian. Giờ tốt 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Con số may mắn 2, 6. Màu sắc cát tường bạc ánh kim. Đánh giá tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hay, hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tử vi tuổi Dậu ngày 5 tháng 3 năm 2023. Ngũ hành thổ sinh kim mang đến nhân duyên hài hòa cho người tuổi Dậu. Nếu còn độc thân, rất có thể bạn sẽ lọt vào mắt xanh của người nào đó. Bạn có sức hút riêng nên hãy cứ tự tin thể hiện bản thân. Tuy nhiên, mối quan hệ này có tiếp tục phát triển hay không thì chính bạn mới là người quyết định. Tử vi tuổi Thân mệnh thủy, tài lộc vượng ngay từ hôm nay nên tranh thủ cầu tài. Tử vi tuổi Thân mệnh hỏa, cơ hội luôn do mình tạo ra. Tử vi tuổi Thân thổ, dễ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Tử vi tuổi mộc, bạn luôn luôn nỗ lực và cố gắng. Tử vi tuổi Thân kim, chuyện tình cảm khá ổn định. Giờ tốt 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Tỵ, Sửu. Con số may mắn 4, màu sắc cát tường trắng, xám. Đánh giá tài lộc 3 sao, tình cảm 5 sao, sức khỏe 3 sao. Trên đây là con giáp tuổi Dậu ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tuổi Tuất ngày 5 tháng 3 năm 2023. Đường tình duyên không có nhiều biến động, mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều, có phần nguội lạnh. Người độc thân tuy có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác phái nhưng chưa thực sự mở lòng nên duyên tới rồi đi, chẳng để lại điều gì. Tử vi tuổi Tuất mệnh thổ, làm nhiều việc thiện sẽ cải vận tốt hơn. Tử vi tuổi Tuất mệnh mộc, bạn nên thoải mái, đừng tạo áp lực quá. Tử vi tuổi Tuất mệnh kim,
yêu thương bản thân mình nhé. Tử vi tuổi Tuất mệnh Thủy, phương diện tình cảm vẫn giữ nguyên hiện trạng. Giờ tốt 3 đến 5 giờ, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Tuất. Con số may mắn 6, màu sắc cát tường nâu cà phê. Đánh giá tài lộc 3 sao, tình cảm 3 sao, sức khỏe 3 sao. Trên đây là con giáp tuổi Tuất ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, tử vi tuổi Hợi ngày 5 tháng 3 năm 2023. Con giáp này nên rèn luyện tính cẩn thận và chu đáo hơn cho mình để đề phòng những tình huống như này xảy ra. Bạn không nhất thiết phải quá cầu toàn, nhưng cũng đừng coi nhẹ tiểu tiết, bởi nếu không sẽ rất dễ rơi vào tình huống thiệt thân mà chẳng biết kêu ai. Tử vi tuổi Hợi mệnh Hỏa, bạn luôn vui vẻ lạc quan. Tử vi tuổi Hợi mệnh Thổ, có khoảng thời gian tuyệt vời nhất tại thời điểm này. Tử vi tuổi Hợi mệnh Mộc, nên tiếp tục chăm chỉ và cống hiến tận tụy thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Hợi mệnh Kim, hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục phát huy. Tử vi tuổi Hợi mệnh Thủy, tình cảm vẫn tiến triển bình thường. Giờ tốt 19 đến 21 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Con số may mắn 7, 9, màu sắc cát tường trắng, đen. Đánh giá tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi ngày 5 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.